Đây là tập 1, các bạn xem phim tập 1 nè. Giờ xem phim. Còn đàn ông Muslim mà thì tính sau đi. Chừng nào về nhà rồi tính tiếp. Bây giờ tao xem phim. Nếu như chuyện này lọt ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà tôi. Nhớ đàn ông Muslim mà. Tôi rất là nhớ đến đàn ông Muslim. Chuyện hôm nay thành ra như vậy, nếu như muốn trách thì phải trách Xuân Lan. Muslim Shaman, Muslim Shaman, Muslim Shaman. Hạp tiểu à, mấy dân không hiểu chuyện, quậy phá lung tung, đã mất mặt lắm rồi. Nếu như